Nào, xin mời. Anh hơi nhàm chán, không được lãng mạn, nhưng là một người an toàn với em. Cái nhàm chán này có phải là mình sẽ yêu một cách đơn giản mỗi ngày không? Gu về tình yêu của anh á, là anh thích một cái mối tình đơn giản, không lãng mạn, không cầu kỳ. Hai người yêu nhau cùng giúp đỡ nhau trong công việc, trong cuộc sống. Anh vẫn có thể có những cái lúc mà anh tạo được những cái bất ngờ cho người yêu, nhưng mà khi mà anh làm ra thì anh lại bị giống như kiểu anh sợ là anh sẽ làm sai á. Cho Harry hỏi là Khoa năm nay bao nhiêu tuổi không? Anh sinh năm 93. 93. Vậy thì được quyền sai. Rồi. 28 tuổi. 27 tuổi. Vẫn còn quá nhiều cô. Sai đúng nhiều rồi, đi. Đúng rồi, Harry này sai mà mười mấy lần. Đúng rồi, em sai nhiều chồng. Lắm. Sai nhiều lắm luôn. Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép mà. Sai đi. Chị Hà cũng sai 30 lần thế được chưa? Có sao đâu, trời ơi, không có sao. Kinh nghiệm tình trường của em là số 0 bởi vì em yêu đúng một người, yêu người đấy và chung sống 20 mấy năm. Nghĩa là sai mà đến bây giờ vẫn chưa biết đúng không? Em ghét tình cảm. Như em nói, em tự nhận xét về mình là đúng. Nào, lời khuyên của một người đàn ông cá tính, làm thế nào đây để hết nhạt? Bớt nhạt. Bớt nhạt đấy hả? Theo tôi thì không nên bớt nhạt, bởi vì giờ là khó lắm, mà phải là mang, phải khuếch trương lên, gọi như là coi nhạt là một ưu điểm, như kiểu nước lọc nhỉ? Ừ, đúng rồi. Có khi người con trai im lặng để thành công. Cũng có những người nhạt nhưng có chất. Vậy thì còn xài được. Với lại em muốn góp ý kiến là mình cảm thấy biết là mình nhạt thì nên gặp những người mặn mà, tức là không phải là người phụ nữ mà những người xung quanh mình, nó chắc chắn là có những người giỏi về nghề này nọ, nên gặp những người đó nói chuyện rất nhiều, thì tự nhiên một ngày nào đó mình mặn hơn xíu. Được. Cái đó là theo thông thường là vậy. Còn chỉ có duy nhất là không cứu được là vô duyên, là em thấy không bao giờ cứu được. Ta không biết mình vô duyên mà người ta tưởng mình có duyên, cái đó mới chết. Được. Trời ơi. Còn ngoài ra thì em thấy đều có khả năng tiến bộ hơn. Chắc chắn thì em không vô duyên rồi. Chịu khó bộc lộ bản thân hơn và mạo hiểm hơn. Em cũng đang kiếm một người bạn gái mà có thể mạo hiểm với em. Rồi, hy vọng là chuyến bay này sẽ giúp em tìm được điều đó. Còn bây giờ hãy mang hành lý của mình về đúng vị trí.